Các bác gặt chưa các bác ơi? Ở quê em các bác đang gặt đây, đang lấy thóc đây các bác nhé. Đấy, các bác bán thóc đi để mua ô tô, nói chung là tiếu táo câu cho vui thôi đúng không ạ? Đây là quê em các nhá, quê em này các bác đang phơi thóc, bây giờ bắt đầu đi thoát thóc vào bao kìa. Em quay video luôn này, em lên sóng cho bác một chiếc ô tô số tự động nhá, sản xuất 2010. Máy em đang để lổ đây, lổ rất êm. Xe đẹp căng luôn. Máy đang để lổ đây ạ. Con này nhập khẩu nguyên chiếc nhá. Sản xuất 2010, em để cho các bác là 169 triệu thôi. Con này trang bị cửa lóc đầy đủ nhá. Số tự động ạ. Form dáng cực kỳ nét, đẹp căng luôn. Vâng, các bác lần đầu xem video của em, nếu thấy hay hãy nhớ đăng ký kênh và ấn nút thông báo để thường xuyên xem những mẫu xe mới nhất mà bên em thường xuyên cập nhật nhé. Địa chỉ em ở Yên Dũng Bắc Giang ở đây ạ. Địa chỉ em ở Yên Dũng Bắc Giang này. Đây là trung tâm nhà văn hóa đây, nhà văn hóa trung tâm này. Máy em đang để lổ rất êm luôn các bạn. Biển số rất đẹp 29250. Máy lổ im đét luôn. Sơn xi sạch sẽ nhá, em cũng tỉa tốt vài chỗ xước sát rồi, đánh bát cả xe rồi, nên con xe nó còn đẹp mượt xe. Đó, form dáng của dòng này thì không đối thủ nhá, trang bị 4 quả mâm đúc này và phanh ABS, gương kính chỉnh điện, gương gập điện, túi khí phanh ABS đầy đủ, số tự động này, nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc nhá, đời 2010 nhá, nội thất nguyên bản, nội thất con này tông hai màu nhá, dòng này nó có một phiên bản nội thất chỉ màu đen rất là xấu, còn xe này thì nội thất tông hai màu, nó kết hợp hai màu nó lổi xe, nó không có bị tối xe, rất đẹp luôn. Vô lăng tích hợp bàn phím, có chế độ ga tự động đầy đủ nhá, số tự động này, điều hòa auto này, đầu CD 6 đĩa nguyên bản này, âm thanh cực kỳ hay nhá, kết hợp trên cái gương này cam hành trình này. Đó, cửa số lóc này, con này trang bị 1.6 nhá, số tự động 1.6 thôi, nên là mức tiêu hao nhiên liệu là cũng khá hợp lý. Nói chung là số tự động 1.6 thì hầu như là hợp lý rồi. Máy lùi rất êm, cam lùi đây, cam lùi led này. Đó, kết hợp cảm biến luôn, cảm biến kêu luôn. Đè lỗ thông minh laptop nhá, đè lỗ thông minh laptop này. Xe rất đẹp này, có xe ghế này, xe ghế này. Con cái đầu này nguyên bản nhé, chứa được 6 cái đĩa. Âm thanh dòng này cực kỳ hay luôn, cực kỳ phê luôn các bác nhá. Âm thanh dòng này nghe nó, cái loa của nó nghe nó hay, nó đã luôn ạ. Dòng này thì đi đầm chắc rồi, nhập khẩu nguyên chiếc mà, đi khá đầm luôn, đi cực kỳ đầm luôn đấy ạ. Thế để khẳng định luôn, cái tầm tiền này thì không có xe nào là đối thủ với con xe này. Em để cho các bác giá rất êm nhá, sản xuất 2010, mà em để cho bác là bao nhiêu ạ? 169 triệu thôi, gương gập điện này. Kính auto này, rất mượt này. Cực kỳ mượt nhá. Lên xuống rất là mượt mà. Em mác nguyên bản này, được chưa? Đó. Em tiện em quay, em đi tập thể dục luôn các bạn. Rất là hay. Có thì để tay này. Bốn tắp đi đồng đều với nhau nhá. Bốn tắp đi đồng đều với nhau. Sau lý nguyên bản này. Vì để tay để nước này. Cô phải đồ rộng này. Con này đẹp lắm. Em test xe thì không có cái gì để chê rồi. Đây, các bác xem này. Tuôn vỏ nó đẹp, nó xịn này cơ mà. Đồ nghề đầy đủ hết này. Đồ nghề đầy đủ hết này. Cho bác đầy đủ hết này. Bốn tắp đi đồng đều với nhau đẹp này, nội thất đẹp zin nguyên bản nhá. Vậy các bác nào quan tâm đến con xe này có thể liên hệ trực tiếp cho em là số điện thoại 0988 04 đuôi 4 Q8 hoặc 0926 836 686. Sau đây mời bác cùng em xem phần khoang máy động cơ. Máy lổ thút thiết luôn. Lacetti mà kiếm được con Lacetti CDX như thế nào như thế này đây mà lổ êm này cũng không hề đơn giản nhá.
đăng kiểm còn khá dài, quay khá chi tiết luôn. Các bác xem qua tivi hoặc điện thoại cũng đã kết con xe này đến 99% rồi. Đây máy em mới lau qua thôi, còn chưa xà ba thì biết cái đâu. Đó, khô đét này, êm du này. Con này máy mà dưỡng thêm tí nhựa vào rất đẹp. Con này máy lưỡi êm nhá, em cho các bô xuống này các bác nghe cho em này, êm ạ, êm đét luôn, xa một tí không nghe thấy à, nghe nó êm lắm, nó tròn tiếng các bác nhá. Vâng, em cảm ơn các bác đã quan tâm và xem video của em nhá. Hẹn gặp lại các bác video sau. Thân ái, chào, tạm biệt các bác.